264 Dâu Diệu Tên khác Thanh Mai Dâu Tiên Mắc Thé Bộ phận dùng Quả hạt vỏ thân vỏ rễ Tính vị công năng Quả dâu diệu có vị chua, ngọt và thơm, tính bình, tán ứ, thanh thấp nhiệt, có tác dụng bổ phổi, chữa ho, dịu đau dạ dày, lợi trung tiện, giúp tiêu hóa. Vỏ thân vỏ dễ dâu diệu có vị chát, tính bình, có tác dụng tiêu viêm, thù liễm, chỉ tả, chỉ huyết, chỉ thống. Công dụng Dâu rượu được ghi đầu tiên trong khai tống bản thảo, sau đến bản thảo cương mục với tên là Dương Mai hay Giang Mai. Thứ dâu rượu ở Bắc Bộ Việt Nam mọc hoang trong rừng và được bán với tên Thanh Mai hoặc Dương Mai. Còn thứ dâu rượu ở núi Lang Bian vùng Tây Nguyên Trung Bộ, quả nhỏ hơn và cũng ăn được. Ở Quảng Bình, người ta dùng quả tươi cho lên men chế rượu dâu, uống thay các nước uống lên men khác, cũng có thể dùng quả khô chế nước để uống. 1. Quả dùng chữa ho, an thần, mạnh dạ dày, lợi trung tiện, dùng khi rối loạn tiêu hóa, ỉa chảy, lị. Rượu dâu chế từ quả giúp tiêu hóa, khai vị, làm ăn ngon. Có thể chế siro hay rượu ngọt, mỗi lần uống một chén con 20 đến 30 ml. Quả dâu rượu ăn được và có tác dụng làm mát, dùng để ăn tráng miệng. 2. Hạt chữa chứng da mồ hôi nhiều ở chân 3. Vỏ thân vỏ rễ Làm săn xe và sát trùng Thường dùng sắc đặc rửa nơi lở ngứa, đụng dập, bệnh ngoài da Ở Trung Quốc, vỏ thân vỏ rễ dâu rượu Được dùng sắc uống để cầm máu, tiêu sưng, bị thương ứ máu Còn chữa kết lị, viêm ruột, đau dạ dày Ngày 9 đến 15 gram Ở Ấn Độ, còn dùng chữa hen, viêm phế quản, ỉa chảy, lợi trung tiện, Lị lợi tiểu, vỏ cạo, vỏ cạo lớp ngoài nhai để làm mất đau răng. Bài thuốc có dâu rượu. 1 chữa tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Mỗi lần 5g nội nhũ ăn với mật ong, ngày 2 đến 3 lần trong 4 đến 5 ngày. 2 chữa run, kinh nghiệm của Nepal. Quả chưa chín ép lấy dịch, uống 2 thìa cà phê ngày 2 lần liền 2 ngày. 3 chữa lở ngứa, đụng dập, bệnh ngoài da. Vỏ thân vỏ rễ, cạo bỏ lớp ngoài, phơi khô, tán bột, rắc hoặc nấu cao bôi. 4. Thuốc khai vị, kích thích ăn ngon, làm dễ tiêu hóa. Chế rượu thanh mai theo kinh nghiệm nhân dân Quảng Bình. Quả chín hái về, rửa sạch, để ráo nước cho vào bình, thêm ít đường kính và thêm ít men rượu vào. Men sẽ chuyển đường trong quả và đường thêm vào thành rượu rượu tạo thành hòa tan các chất trong có các sắc tố anthocyan làm cho rượu có màu tím đỏ vị hơi chua ngọt như rượu vang có khi ngâm quả với rượu hoặc quả với đường kính thành lớp xen kẽ nhau sau đó thêm rượu rượu thanh mai còn có tác dụng bổ phổi chữa ho bạn muốn biết thêm các cây thuốc bài thuốc nam chữa các bệnh thường gặp đơn giản dễ áp dụng hãy truy cập trang web bảo kỳ nam com Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.